Nam đây, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nam có một chút công việc vào buổi tối, đó là Nam điều chỉnh lại cái bộ bông râm vào cái khung cái bộ bông râm cho nó được ổn định hơn, được tốt hơn, giúp bạn thăng sale mà trước đây Nam hay nói đến. Thế thì đây là một trong những cây xanh của bạn thăng, nó có cái size ở cái tầm vừa vừa, nhưng mà nó đó là một cây xanh rất là đẹp. Bạn Nam cũng rất là tâm huyết cùng với anh Tiến đá này, cũng đã xây dựng từ lâu rồi, cách đây hơn 2 năm. Từ lúc cái bộ khung nó còn chưa được như thế này. Nên nay thì là những cái công đoạn mà Nam muốn điều tiết cái bộ râm nó vào đúng quỹ đạo, nó được tốt hơn. Bởi vì vừa rồi bạn Thăng có mang về nhà chơi một thời gian, hôm nay lại mang sang để nhờ Nam. Thì đây cũng là những cái công đoạn nó rất là quan trọng để chúng ta vào những bộ râm cho những cái form cây tầm bonsai, nên là nó đòi hỏi cái độ chính xác rất là cao. Còn nếu không, chúng ta mà không vào được cái độ chính xác nó cao để cho nó ổn định các cái bộ khung râm, thì với những cái tỉ lệ cây như này về sau nó sẽ bị rối cây và bí cây, sẽ rất là khó trông. Nên là những cái công đoạn này cũng là những cái công đoạn nó rất là quan trọng. Vì nếu mà trước đây cây này ở đây một thời gian trước thì Nam chắc cũng cân bằng nó được tốt hơn rồi, cân đối nó được tốt hơn rồi. Nhưng mà bạn Thăng về chơi một thời gian rồi, bạn mang đến thì Nam lại điều chỉnh, bởi vì nhà bạn Thăng cũng gần nhà Nam. Bạn mang về chơi, hôm nay Nam lại điều chỉnh cho được tốt hơn. Tiện công việc Nam lại chia sẻ đến với quý vị và các bạn. Hiện nay lúc này là đang là 10 giờ. Yêu cầu máy quay là quay một vòng để cho ngắm cái cây cái, xem là bên cạnh có những ai. Ngày đi đêm rất là độc ý ạ. Năm Vẫn đang ngồi uống nước một số. 22 giờ kém 5. Đấy. Vẫn đam mê. Muộn thế rồi cơ à? Chả muộn nữa. Đấy, đây là cái góc chỉnh thành này, mang cả kìm bấm các thứ vào đây để phục vụ đằng này. Đây là vào những cái bộ khung cho nó ổn định thì mình phải có cái cách móc. Lấy cái đèn đấy, cái đèn nữa à? Mày mày cái đứng đấy đi, mày mà không biết phục vụ. Cái này tôi dịch rồi, chỉ còn xa quá. Đây này, nếu mà không vào nhá, nếu mà bạn Thăng mà không mang đến đây ấy, thì là nó cứ cái thì lên, cái thì xuống ấy ra, à Thăng nó cứ nổng nhổng như này này đấy. Thế khi chúng ta vào tốt là chúng ta phải cân bằng lại, ví dụ chẳng hạn những cái form này quý vị có thể hình dung được là đây, cứ cái cao cái thấp, mà cái thì nó cứ nổm nhổm kiểu này là về sau nó bộ bông râm nó sẽ rất là khó đẹp. Nên là nó phụ thuộc, nó do từ các cái điểm xuất phát này này, từ những cái điểm xuất phát này. Nếu mà chúng ta không chú ý thì là về sau nó sẽ cứ cái thì cao, cái thì thấp. Đây này, cái thì mọc ngang, cái thì mọc dọc, nó lung tung này. Đấy, cho nên là phải cân bằng lại. Cân bằng lại từng tí một. Cái này là bó đá lâu chưa ạ? À, không 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 bó đá. Mà làm đá. Ừ. Làm đất đá, bó đá. Bệ đá Chưa đúng từ chuyên môn. đấy, phải điều chỉnh như này, và nọc nọc cho nó chuẩn thì sau nó mới ra form đẹp được. Thì những cây xanh như này nó đòi hỏi cái tỉ lệ và cái độ chính xác rất là cao. Còn như bạn Thăng là bạn không nắm được, là bạn cứ cứ cái nào to dài ra là cắt, đúng không? Đấy. Dài ra là cắt, nhưng mà dài ra cắt nhưng mà mình không không đưa được cái điểm xuất phát, đưa ra nó được như này này, đây này. Đấy thì nó sẽ không thể cân bằng được, mà bộ râm mãi nó sẽ không bao giờ đẹp được. Đấy, nó do từ những cái này, từ những cái nét hách này. Đấy, và những cái điểm xuất phát này. Đấy, nó chỉ thế này cái nó đã thay đổi này. Đấy. Đây là những cái đường chi để nó ra râm này, là chúng ta phải xây dựng làm sao mà cái đường chạy nó tốt, thì sau này đến lúc cắt lá ra thì nó cũng rất là đẹp.
Đây này, những cái vị trí nào mà nó thừa thì nên phải loại bớt. Cái khâu này là mất rất nhiều thời gian. Tỉ mỉ lắm. Đây này, ra này. Đấy, làm những cái nét này. Đấy, điều tiết từ những cái nét này. Đây, chỗ này là hơi thường. Bấm bút thằng này đi để dùng thằng này được này. Dùng này này. Xong lại phải nọc nữa thì nó mới ra được. Khâu này mình là khâu nó mất thời gian này. Tỉ mỉ lắm. Chắc phải đến gần 12 giờ đêm. Kệ, cứ làm được cái đâu làm còn nghỉ. Đấy. Móc dàn nó ra này thì nó mới ra được bộ răm. Nhờ sắp xếp các cái đường chạy đi, khoa mới giáp phải nghiên cứu cái đường chạy như nào là đường chạy tốt. Đấy, cứ làm nào xây dựng thành cái đường chạy tốt. Chuẩn nhá, cố gắng nhá. Cố gắng nhá. Cố gắng cân bằng nhá giáp nhá. Đấy, đấy. Làm ra những cái đường chạy tốt đi. Những cái giấy quán thì lấy cái dây nhôm nhỏ ấy. Không phải thế đâu. Véo tay rồi. Vậy ở đây cơ mà. Lại ngỏng lên bởi vì người ta phía ngoài đang cần phẳng. Đang cần ôm bo để sau thành một cái như một cái thì đừng đừng làm dương lên nữa. Đừng dâng lên nữa. Đấy, cứ làm đi. Thì viết ngay là thế nào là dễ hay khó ngay. Một lúc nóng ngóng ngay. Xong một lúc nó rối tanh bành ngay. Chứ không phải chuyện đơn giản nữa. Làm nào sau này cắt bộ răm ra nhá. Nhìn cái bộ răm, mình nhìn cái bộ răm nó đẹp đến mức độ như, như kiểu chỉ muốn ăn đấy. Bởi vì nó mịn, nó đẹp như nhung ấy. Đấy, làm như thế thì mới ra được những cây như này. Chưa được đâu mà kệ, cứ cứ để im cho cái đội này, đội thợ nặn này nặn xem là nặn đến đâu. Biết ngay, cứ mó tay vào làm thì biết ngay. Cứ mó tay vào làm một lúc thì cái này là thăng vừa rồi để cái răm nó bị hơi chai răm đấy thằng ạ. Hơi chai răm một tí, răm nó hơi bị cứng, khả năng là do cái dinh dưỡng mới bị cái ánh sáng đấy, răm nó không mập mà nó dạng như răm nó bị gai răm, nó không mập, nó không khỏe như răm đợt trước. Về nghiên cứu ít lòng xe điếu mừng món vào. Chả thì nói rằng gì hả Thăng, hay dạo này nòng xe điếu hơi hiếm. Nhưng cái đầu ngoài này loại đi này, loại cái đầu ngoài này. Nhặt lấy cái đầu trong này để cho nó đuổi ra cho nó êm này. Đấy, như thế này về sau nó sẽ đẹp ngay này. Không có sợ thương anh. Không. Thưa gì thưa, nó bước đầu nó phải thế chứ. Bây giờ này về về sau này thì nó mới đẹp lên được chứ. Nào, làm kỹ thật kỹ vào thế nào. Đấy, cứ dưỡng thật tốt vào cái bộ khung răm này. Thì về sau nó sẽ đảm bảo nó sẽ đẹp. Đấy, đi lên đầu nha, nó khác nhé. Nó không bị rối nhé. Đúng không? Thành thấy không? Ra nó ra được các cái nớp này. Bây giờ nó như thế này. Nó nhỏ này, máy quay là hơi khó đấy. Bắt hơi khó bắt. Những cái vùng này, những cái vùng lằng nhằng này. Chỗ này là điều chỉnh ấy. Thưa quý vị, hôm bây giờ là 22 giờ 20.
Thôi, lại 22 giờ 20 này. Quý vị hiện đang đắp chăn chờ hòa bình. Đắp chăn chờ hòa bình. Đấy, nó mới đủ độ, sau nó mới đủ độ thưa thoáng. Cứ làm đi rồi nọc dần. Đấy, kéo này ra một tí. Kéo khéo à, kéo nuôi vào trong này mà nó cần câu. Kéo vào cái rễ kia, rễ trên. Rễ trên ngang thân trên cơ. Đấy. Kéo vào đấy, điều vào đấy, ném vào đây vào một tí xong rồi mình mới tách được dần ra. Nhẹ nhàng thôi. Rồi. Xong điều chỉnh cái chỗ này là sau ra được cái lớp rất là đẹp. Thăng ở nhà nghĩ là cái này là ngon lắm rồi đúng không? Bảo người bình thường ấy. Không, vì mới đã ấy đâu. Họ vẫn muốn là nuôi để cái răng này nó đẩy ra thì mí móc móc ngang ra thôi. Ừ. Chứ lương đã ấy đâu. Ừ. Nhất trí. Đấy, Thành kết nối cái vùng này đi xem nào. À, nghiên cứu cái vùng này đi, móc các cái răm này ra. Cái này là giáp ổn chưa? Chứng tỏ là định hình cây đã còn khó rồi, đến bây giờ là làm bước tiếp theo là răm còn khó nữa. Không, mình làm thì nó vô cùng tất nhiên này. Chơi form thì nó cũng đơn giản mà làm kỹ thì nó lại khác. Đây là những cây nhỏ. Rất nhiều thời gian. Nhiều chứ. Đấy, không có làm sao mà nó đẹp được. Để phân được tầng nó ra chứ. Đấy này. Đấy. Này mà phải đeo kính nữa thì giờ này thì làm sao được nhỉ? Đấy. Để dưỡng được cái các cái form này ra này. Cái chỗ đầu này là dưỡng chưa đạt này. Muỗi đốt à? Hay kiến? Ong đốt mình sợ. Biết kiến cảnh nó đốt như nào. Đá đá mũi chân. Kiến chúa. Đá con mũi chân. Đấy, móc cái này ra cho anh này thôi. Tách cái này ra thì cân bằng lại cái chỗ này để vẩy cái nét này ở đây, vẩy cái nét này ở đây này. Đấy, để cho nó văng ở cái vùng này. Sau này nó đây này Khoa, nhìn những cái đầu này không có răm nó bị ngỏng lên đấy. Tách ra cái kia kìa, ném ra nó dám ngang ấy chứ. Lúc này mới là lúc để các học trò được học thêm. Đấy nè. Được ra làm nào làm thật tốt và thật kỹ và cái bộ răm nó sau này móc được ra thì nó tự nhiên. Còn nếu mà dưỡng dây thì dưỡng nhẹ thôi. Một thời gian là thăng lại về nhà. Thăng lại lấy kim bấm đi ấy. Ừ. Cái đấy. Làm được à? Đấy à. Này mình là cái lúc luyện rèn luyện kỹ năng đấy. Rèn luyện kỹ năng những cái giai đoạn này là rất tốt. Mình mới hiểu được các cái đường chạy, các cái tỉ mỉ như này. Càng làm kỹ được lúc này càng nhỏ, càng kỹ càng khó. Thì về sau làm cây to mới đẹp được. Làm cây to lại theo tỉ lệ cây to.
người ta phải vỗ vào cái này là cũng ok lắm rồi, này nó đủ độ thoáng, này chỉ móc ở đây tí này thôi này. Đấy, quý vị thấy là cái cách mà Nam xây dựng lại, cố gắng xây dựng lại để làm sao để lấy các cái khoảng sáng của phân tầng của một cái kênh nhỏ, chứ nó không phải là nhỏ thì không phải nhỏ quá, nhưng cái vấn đề ở đây là các cái khoảng cách này rất là quan trọng, nên là chúng ta mà không làm chi tiết là nó rối, còn nó đã rối thì nó sẽ mất tỷ lệ, còn khi ta dựng được một cái bộ khung nó như thế này, bộ xương răm nó như này thì về sau này đến lúc cái con nó cũng phụ thuộc vào cách nuôi nữa đấy thằng ạ, nên độ ẩm nó vừa phải thôi. Cái quan trọng nhất là cái thuốc sâu ấy. Đánh được thuốc mà cây nó phải đủ ánh sáng, còn để nhà thăng là hơi khả năng hơi thiếu ấy, nên là phải cân bằng lại Ở cái ánh nhà sáng. tôi có mỗi ánh sáng có mỗi buổi sáng, À thế gió thì nhiều nhưng này. mà ừ về nhá, Em phải cho nên là nó cũng mình cũng lại phải lưu ý cái việc đó một chút. Còn đây cũng là những cái công đoạn mà Nam cũng xin kết thúc công việc ở đây. Quý vị có thể ngắm qua chi tiết về những cái chi tiết mà Nam xây dựng. Đấy, ngắm kỹ một chút. Đề nghị cameraman quay chậm để cho quý vị ngắm. Quý vị còn học hỏi được một chút nào hay chút đó để chúng ta cùng phát triển. kỹ luôn. Kỹ hẳn luôn đi, đúng không? Không Lần còn gì. trước Sang đã bảo làm kỹ rồi. Nhưng mà nó chưa đủ điều kiện để mình làm ấy. Lần này là kỹ hẳn luôn, mịn tít luôn. Thì về sau này đến lúc mà mình xây dựng xong thì nó sẽ quý, dần dần sau quý từng cái dăm một. Đấy là những cái cách xây dựng này là những cái cách mà Đây này, nó rất là quan trọng. tới đây có ra ngồi gốc cây ban đêm buồn ngủ, nằm ngủ xuống nhìn Đúng rồi, ở dưới gầm mặt nên dưới lên này, lúc nào tỉnh ngủ nhìn mặt dưới gầm lên mà toàn những bàn tay của thiên thần. thôi cứ xây dựng dần Đặc dần biệt đấy. quả thực đẹp nhỉ, Đấy, đây là những cái cây cách, bản thân vừa mới nói những cái cách xây dựng quả phúc này. vừa Thường mới làm. cách xây dựng quả phúc này nó cũng rất là quan trọng. Mình làm cái quả phúc nó phân tầng ấy, chứ nó không phải là cứ thế nên quả phúc không ấy, nó rất là quan trọng. Bởi vì với những cây này nhìn quả phúc nó sẽ không đơn giản, nếu mà làm quả phúc kiểu kia nó rất là đơn giản. Thế mình làm như thế này thì nó sẽ cái chi tiết nó sẽ được tốt hơn, là nhìn nó phân tầng rất ok, chứ không có mà mình nó ra được cái điểm kết thúc. Cái điều quan trọng nhất là khi mình xây dựng cái quả phúc này thì Ở nó dưới ra được này cái là điểm kết năm thúc ở nó dưới tốt. này là năm tay, còn kết thúc quả phúc này là cũng năm, kể năm năm cũng được mà ba cũng được nhỉ. Không đủ. Đấy, đủ mà. Ừ thôi cứ làm nào cho nó phong phú, nhìn cây nó có cả nhiều cái để nhìn, chứ còn nhìn phát là hết ngay thì lại không ăn thua. Cứ nhẹ nhàng thôi, cứ từ từ này, dần dần là nó sẽ về sau nó sẽ rất là đẹp.